kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài lời thánh cao siêu do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau mở đầu bộ sấm ký đức trạng trình viết một câu là một nhiệm màu anh hùng gẫm được mấy hầu giá cao trong quyển sấm giảng thi văn giáo lý đức huỳnh giáo chủ làm thơ vịnh hàng nga vịnh con bèo đá vịnh cái quạt máy mỗi lời nói mỗi hành động mỗi cử chỉ của thánh nhân đều hàm chứa nghĩa lý đạo đức siêu màu. Phạm nhân không hiểu triết lý cao siêu sâu kín bên trong, rồi xanh ác tâm rèm xiềm chê bai nhún trẻ. Vì vậy đức thầy than thở thàm phiền nhiều hơn. Xuống trần dạy dỗ huyên thiên. Dạy rồi thì lại thàm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tổ ra ơn. Lời điên khuyên nhủ như đờn bá nha, khuyên người đời tu niệm. Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Và ông ba Nguyễn Văn Thới than thở đắng cay vô cùng đờn khẩy tai châu. Ai ai chớ trách Phật trời. Minh tâm thuyết lý nhiều lời cao sâu, chớ chiêu đờn khẩy tai châu. Nước sao đầu vịt gẫm lâu nực cười, thánh xưa trước đã lầm người. Sau người lầm thánh vui cười ngửa nghiêng. Kim Cổ Kỳ Quan, Thừa Nhàn 174 phần 68, ông ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915 phàm nhân không hiểu triết lý cao siêu của thánh nhân, rèm xiềm rằng thánh nhân cũng mang phàm tâm tầm thường làm thơ vịnh nguyệt hàng Nga, vịnh con bèo đá, vịnh kia quạt máy. Và phàm nhân vội cười cật chế diễu chê bai vui cười ngửa nghiêng. Thơ sướng một, ớ ớ hàng Nga dám hỏi đon, cứ sao khi khuyết lại khi tròn. Ba mươi mồng một đi đâu vắng, nay về hỏi đặng mấy thằng con. Thơ họa một, coi thế nhìn ta gọi tiếng đon, phàm nhơn chẳng rõ nói eo tròn. Hoàn cầu luân chuyển nên mở mắt, tháng cuối rồi qua cũng một con. Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ viết ngày 14 tháng 6, Canh Thìn, 1940, tại làng Nhân Nghĩa, Lời Bình, bài thơ sướng, Thầy trở về mượn xác nữ. Hằng Nga, Thầy về tìm được mấy con đạo. Bài thơ họa, hồn Thầy là nam ta Thầy về tìm được rất ít con đạo thầy về mượn xác nữ hàng Nga, tìm được rất ít con đạo, vì người đạo bị nhiễm bụi trần lâm trọng bệnh tham sân si mở mắt không thể nào thấy đức thầy. Buồn quá, đức thầy than thở hò hát khắp nơi. Đoạn sấm dưới đây trích trong bài hò hát năm châu do đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết cuối thập niên 1980, kết tập sách Thượng Đế Thường Phạt Trang 92-93. Thiền tịnh Biểu Sơn Sydney ấn tống năm 2001 cậu hóa gái hóa trai đừng hiểu, cậu thi văn dạy biểu được rồi. Chừng nào chợ lớn hết vôi, thì là cậu mới hết ngồi đặng khuyên, trời biểu cậu giả điên giả điếc. Biết thời kỳ sắp kiệt hóa thân, xuống đây để cậu giáo dân. Nhưng mà dân chúng, không cần không chuyên. Chê đức cậu khùng điên buổi nọ, cậu xuống đây mấy họ mấy đời. Thấy dân còn mãi lả lơi, không tu mắng Phật chửi trời lao vang buồn đức cậu phải sang nơi khác, lên mạng hò ca hát bốn phương. Youtube, Facebook, vạn đường. Ca kinh hát kệ vấn vương ngươn cùng, kêu những bậc anh hùng đại định, kêu người đời đừng dính bụi trần. Hãy mau về trốn các lân. Tây phương cực lạc sáng ngân cảnh tiên, đừng có ở nơi miền thế giả. Sắp nay mai đất ngả trời nghiêng, tận thế lập lại trần miền. Chợ lớn New York ngả nghiêng san bằng khắp hoàn cầu mây răng đen tối. Bệnh dịch ôn ỉa ói tràn lan, lại thêm lũ giặc tàu man. Tranh hùng tranh bá đánh càn biển đông, Mỹ tàu đấu giữa dòng nước lũ. Sóng thần dâng bao phủ địa cầu, tử nguyên nổ khắp Nam Châu. Là ngày tận diệt trời thâu hết rồi. Sydney, ngày mùng 4 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân. Buồn đức cậu phải đi nơi khác, đi khắp miền hò hát Nam Châu hát rằng quỷ mị đôi câu, hát cho thế sự đâu đâu ngu đần. Nay cậu nói toàn phần đạo giáo, phải hiếu chung ngay thảo mới còn nếu không phải chịu thon von. Biển trời trôi hết không còn đâu đâu. Thượng đế thường phạt trang 95, đức cậu bần sĩ vô danh thuyết, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 2001. Và đoạn sấm dưới đây trích từ băng cứu nguy tận thế hai. Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết tại nhà cô Lê Ngọc Mai Phú Lâm, quyển 6. Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 nhân dịp kỳ sơn cư sĩ từ Úc về Việt Nam diện kiến ngài. Kết tập sách cứu nguy tận thế trang 82-83, đến thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 1996. Ta xuống mấy kiếp nhiều lần. Người đâu có rõ mấy lần hiểu không? Khi đàn bà, khi lại đàn ông, tại vì bá tánh cuồng ngông không lường. Ở thôn quê rồi đến phố phường. Bốn miền ta dẫm ta lường ta phân, ta đi để có thử dân. Thử ngoài thử hết thử gần thử xa, thử người rồi thử quỷ ma. Để rồi đem nó trương tòa hồi quy. Thiên cơ đã đến thời kỳ. Biển đông sóng dậy còn gì tình tan. Long hoa đại hội mở màn. Phật trời lọc lược xây sàng năm châu. Nay mai biển thẳm hóa dâu ruộng dâu hóa biển còn đâu bớ trần, hãy mau kiếp kiếp chuyên cần. Chúng sanh còn có lập thân hội này, bình dương pháo nổ vang vầy, chén nồi bể báo họa đầy lâm nguy. Làm lành niệm Phật mau đi, chỉ chay bố thí dành thì phước căn. Trốn trong đức tánh đạo hằng, mới mong thoát khỏi lưới răng khắp trời, dịch ôn vũ hán lả lơi. Gieo mầm ủ bệnh tơi bời đói đau, giặc trời bao bùa ạt à ảo, tới màn giặc nước giặc tàu sang Nam, chúng làm tan giã ông Sam. Năm Châu bốn bề phải cam khổ sầu, khói lửa Âu Á Trung bầu. Gieo tăng tóc khắp hoàn cầu nay mai, Sydney, ngày mùng 4 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân. Mượn xác giả ngụy trang cứu đạo, mượn nữ nhân được dạo tao bà. Nếu không, bị đắm hải hà, làm sao tồn tại dựng nhà Phật Vương quay về nguồn cội trang 250, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh Thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn. Sydney Ấn Tống năm 1997. Vịnh quạt máy. Khoa học đời nay thật khéo cho, bày ra cái máy chạy vo vo. Tranh quyền tạo hóa nồng thay lạnh, Đông Á lần hồi phụ quạt mo. Có tiền mua lấy cũng nên cho, tủ sắt còn đầy còn gió vo. Nhưng ngặt khan dầu e hết điện, trở về lối cũ lượng cau mo cau mo chừng ấy đất tiền cho ngóng cổ thêm dài hút gió vo chủ khách ngẩn ngơ cơn nóng bức thôi thì toa mò tạm dùng mo vịnh quạt máy đức huỳnh giáo chủ viết tại bạc liêu ngày 21 6 tân tị ngày 15 tháng 7 năm 1941 lời bình Quạt máy tượng trưng nền văn minh khoa học máy móc thực nghiệm hiện đại phá hoại môi sinh mà loài người vỗ ngực tự hào. Quạt mò tượng trưng nền văn minh thô sơ hiền lành cổ đại an dưỡng môi sinh mà loài người đã miệt thị chê bai cổ hũ. Tất cả ba bài thơ đều gieo vần cho, vò, mò, điệp ngữ điệp vận nhằm mục đích nói thiên cơ thế chiến ba. Vậy phải chăng tác giả ám chỉ thế chiến ba sẽ đưa nhân loại trở về thời đại quạt mò? Mượn kế quạt máy để bói tiên tri tương lai nhân loại, Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ đã nêu lên đại họa khan hiếm dầu, vì khan dầu ắt hết điện khi khan dầu các nhà máy điện không thể hoạt động phát ra điện năng nếu hết điện chắc mọi sinh hoạt toàn cầu bị tê liệt và nếu không có dầu máy bay không thể cất cánh tàu nằm ù xe không chạy nói tóm mọi hoạt động thời đại điện năng bị ngưng trệ xã hội rối loạn giặc dậy cụm từ âm tiếng pháp toa mỏa là mải tao ám chỉ thực trạng văn minh tây phương rối loạn không còn tôn ti trật tự gì nữa chừng nào thế giới gặp đại họa khan dầu, khi bom nguyên tử nổ gây nhiễm độc phóng xạ nguyên tử, các giếng dầu bế tắt, cả thế giới văn minh điện tử tê liệt. Chừng đó các bà già miệng nhai trầu bỏm bẻm kêu đám con cháu môi son má phấn nhỏng nhảnh đi giày cao gót, trở về lối cũ lượm cao mò. Quạt mò đắt tiền. Đạo Phật diệu rượu thậm thâm, dầu mà tận thế ngàn năm vẫn còn, kẻ dại bị khôn đánh đòn vì thời bất đại triều lòn cho qua. Gặp cơn bình địa phong ba, kẻ khôn lại dạ mới là lạ cho, có quạt máy phụ quạt mo. Chừng nào hết điện quạt mo đắt tiền, đi tàu thì khỏe hơn thuyền. Khi tàu chết máy xuống thuyền ai cho, nắm khi đói gói khi no. Chê bài mắng nhức nhỏ to làm gì? Kinh giảng sư của Tứ Thánh Ngày 24 tháng 7 năm 1941 Đức Huỳnh giáo chủ nhìn tượng con beo đá trưng bày tại nhà ông Võ Văn Giỏi. Thầy đã làm bài thơ vịnh con beo đá để gửi thông điệp thiên cơ. Beo ơi, beo hỡi là beo. Gần cọp sao mi lại giống mèo. Ngóng cổ chờ ai đem thịt tới, hay chờ gạt chó cướp đàn treo. Bạc liều, 1 đến 6 nhuần tân tị, 24 trừ 7 trừ 41. Thiên cơ bất khả lộ, Bồ Tát muốn hé lộ thiên cơ phải dùng phương tiện nói mẹo bóng gió hư hư thực thực, ý tại ngôn ngoại, dương đông kích tây, nói cái này ám chỉ cái kia. Những chữ như beo, giống mèo, cướp đàn treo ám chỉ năm quý mão 2023 giống mèo, chiến tranh bùng nổ khốc liệt vùng Trung Đông cướp đàn treo, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết thê thảm, dân chúng di tản, đói khát bệnh dịch tràn lan. Lời quê chấp nhặt rông dài. Mùa vui cũng được một vài trống canh. Sydney, ngày 4 tháng 12 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.